Con đường Trần Quang Khải của vùng Tân Định thập niên 80 thế kỷ trước, ở đoạn này là người ta bán sách cũ hai bên đường. Tuy nhiên, thiên đường sách trước 1975 nằm ở Đặng Thị Nhu, một con phố nhỏ nằm gần chợ Bến Thành. 41 năm sau, con đường sách được tái lập. Con đường này trước đây mang tên Nguyễn Hậu, giờ có tên Nguyễn Văn Bình, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Con đường nằm cặp hông Bưu điện Sài Gòn với một đầu giáp nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, một đầu giáp đường Hai Bà Trưng. Rất là thú vị tại vì đây là lần đầu tiên ở thành phố có một cái đường, con đường chuyên về sách như thế. Thì nó mang lại cảm giác mới và mình thấy là thật ra là thu hút được khá là đông khách. Với là thứ hai nữa thì nó gây ra một cái hứng thú trong giới trẻ tìm hiểu nhiều hơn về sách, đặc biệt là sách cổ. Ghi nhận của phóng viên SBTN vào sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 2, giới trẻ đến với con đường sách còn thưa thớt. Nhiều bạn trẻ chọn nơi đây làm nơi chụp ảnh, nơi họ hẹn cà phê hơn là lục lọi tìm mua sách. So với chợ sách cũ Đặng Thị Nhu thập niên 80, con đường sách Nguyễn Văn Bình chưa có được hồn vía của một thế giới sách. Vài chủ cửa hàng kể rằng mấy ngày mới khai mạc hồi tháng 1 năm nay, người ta đến đây đông lắm, nhưng rồi sau đó thì thưa vắng dần. Giống như là giải sách bên kia với trường đại học thì dành cho người lớn tuổi, với ở bên kia thì nó lại cũng có truyện tranh rồi này nọ. Nói chung là em thấy nhìn sơ qua thì có đủ loại. Một người khách ngoài 50 đến với đường sách Nguyễn Văn Bình kể rằng, hồi đó ở chợ sách Đặng Thị Nhu, suốt dọc con phố hẹp, những quầy sách chia thành tường ô san sát nhau. Bộ nhớ của mấy người bán sách thật đáng nể, chỉ cần nói tên sách hay tên tác giả, người chủ hàng chạy đi đâu đó và dăm phút sau đã quay lại với cuốn sách mà khách cần. Khi ấy người ta sẽ dễ dàng có được cái cảm giác sung sướng khi tìm được một cuốn sách quý hiếm, còn đường sách Nguyễn Văn Bình dường như người bán sách chỉ là những nhân viên hành chánh. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì số lượng sách không nhiều lắm, không như mong đợi của mình thì đúng hơn. Và thứ hai nữa là cái phân hóa của từng thể loại sách đó. Ví dụ như là thể loại truyện đi, nhưng mà truyện thì cứ để tràn lan gì, không phân ra cho người trẻ hay là cho người già hay là cho thanh thiếu niên gì cả, nó cứ để truyện nói chung. Thì nó có, mình nghĩ là nên phân lớp nó rõ hơn chút xíu nữa thì nó sẽ hay hơn. Nhân viên khá là thân thiện và chuyên nghiệp. Người Sài Gòn đam mê sách và cũng rất khó tính trong chọn lựa sách. 40 năm đi qua, người ta vẫn còn tìm một Sài Gòn xưa cũ qua những trang sách ố màu thời gian, một thế giới của những người vẫn nuôi lòng đam mê với sách, bất chấp những dâu bể và đời sống tất tả mưu sinh. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Sài Gòn.